Xin chào quý bà con, ngày hôm nay bên trung tâm cây giống sẽ đi trồng mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo nha. Thì cái cây mít ruột đỏ sơ vàng thì Ly cũng thường xuyên chia sẻ cũng rất là nhiều rồi. Bản này thì nó sẽ phù hợp với nhiều vùng miền. Và đặc biệt là chúng ta trồng trên vùng đất phèn luôn nha. Giống như mô hình đây là ở vùng Tân Phước nè. À, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đất rất là phèn nha. Nhưng mà bên Ly đến để cải tạo đất rồi, đo độ pH rồi. Thì rất là thích hợp để trồng được cái cây mít nha. Độ pH chúng ta đo là tầm khoảng là từ 5 chấm đến 6 chấm thì chúng ta có thể là trồng được cái cây mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo rồi ha. Đây là những cái lô mít nè. Cái đường kính của cây thì nó dao động thì từ 1/3 tới 1/7 nha. 1/3 tới 1/7 thì nó cũng vừa trồng. Nếu anh chị nào chúng ta muốn trồng gốc to hơn thì bên Ly cũng có cung cấp gốc to hơn. Còn ở trên thì mấy anh kỹ thuật bên trung tâm cây giống đang trồng nè. Mấy anh đang trồng ha. Khu vườn này thì bên Ly hỗ trợ kỹ thuật trồng tại vườn luôn nha. Anh trồng là hơn 1.000 cây á, 2,5 mẫu, anh trồng là 2,5 mẫu. Thì bên trung tâm cây giống thường xuyên tư vấn cho chủ đầu tư là trồng 4m một cây. Một công đất ha, tức là 1.000m² thì chúng ta trồng được là 60 cây. Một mẫu thì chúng ta trồng được 600 cây. Anh trồng 2,5 mẫu thì 1.500 cây. Đây, quay mấy anh đó. Đây là mấy anh đang trồng nè. Hiện tại bây giờ rất là nắng nha. Ở trên thì clip này thì trải cây ra hết rồi. Một cây mít cộng thêm một cái cây để chúng ta chổi á. Chổi để cho nó không có bị lung lay gốc. Còn cũng đang đi trải tiếp theo nữa nè. Cây rất là đẹp nha. Bo tược ở trên phát triển rất là đẹp rồi. Nãy trải ra tới khúc nào rồi? Nó hướng dẫn kìa. Bị khổng bóng cho đâu đây. Tuốt vào trỏng luôn ha. Vô tới cái dân hình thành lắm á. Trong mít ruột đỏ sơ vàng thì quý bà con chúng ta cũng có thể là xen canh những cái cây ngắn ngày. Ví dụ như là chúng ta thích trồng rau màu thì chúng ta cũng có thể là trồng bí nè, trồng bầu, nhưng mà Ly cảm thấy là trồng bí thì nó sẽ hay hơn. Trồng bí thì nhằm khi chúng ta thu hoạch một lần một ha. Còn trồng bầu thì nó tốn thời gian hơn, tại vì nó 2-3 ngày, một ngày nào thì chúng ta cũng phải cắt á. Trồng bí thì nó sẽ thu hoạch một lần. Hoặc là trồng ớt nè. Rồi cũng có thể là trồng xen canh ổi, chanh hoặc tắc, nhưng mà chanh thì nó hơi cực hơn một tí xíu, tại vì nó có gai với nó khó làm trái hơn. Trồng bầu hoặc là trồng ổi thì thấy nó hợp lý hơn ha. Khoảng cách trồng khu vườn này là 4x4 nha, 4m x 4m. Cái này cái gì ta? Cái này là cái gì? Hả? Cái giớn cá. Nước nè, nước trong gieo luôn. Thì bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì có hỗ trợ kỹ thuật giống như vậy luôn nha bà con. Giống như khu vườn này là trồng trực tiếp tại vườn nè. Rồi có lắp đặt luôn cái hệ thống tưới nè. Rồi khi mà chúng ta mà trồng cái cây mà đến độ tuổi mà làm trái thì bên Ly cũng có hỗ trợ kỹ thuật làm trái nữa nha. Và có liên kết đầu ra về giống mít ruột đỏ sơ vàng này luôn. Khá là rộng. Vườn này trồng khoảng 3 ngày mới xong ạ. 6 người trồng mà khoảng 3 ngày mới xong. Mít là một loại cây giống dễ trồng nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng những cái cây giống mà ngắn ngày nè, hoặc là những cái cây giống dễ trồng, hoặc là những cái cây giống mà chúng ta trồng được trên vùng đất phèn, thì quý bà con chúng ta cũng rất là thích hợp để trồng cây mít ruột đỏ sơ vàng này nha. Bên kia thì người ta trồng mít Thái. Vườn kế bên. Quay cái vườn kế bên giùm. Vườn kế bên kia đang trồng mít Thái. Bên đây thì sẽ trồng mít ruột đỏ. Vùng Tân Phước là trồng khóm rất là nhiều nha. Xa lắm, giống cung cấp dễ phân biệt lắm nha. Trên đầu nó có quét một cái chốm xanh xanh, đó là ngừa nấm bệnh ha bà con. Khu này rất là rộng.
Thì ngày hôm nay Liên chia sẻ cho quý bà con chúng ta về mô hình trồng mít ruột đỏ sơ vàng nha. Cây giống này do bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật tại vườn luôn. Nếu như cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được phục vụ và trả lời cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.